Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Zshop TV, nơi các bạn có những thông tin cập nhật nhất về thiết bị ngành ảnh, kỹ thuật, kỹ năng và mỹ thuật nhiếp ảnh. Và chắc hẳn các bạn đã để ý rằng cái video clip này sẽ nói về việc là chúng ta có nên sử dụng filter hay không. Ở đây thì với mỗi chiếc ống kính mà hãng sản xuất ra thì nó đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nó. Như vậy thì chúng ta sử dụng filter làm gì? Trước đây có rất là nhiều loại filter, nhưng mà trong cái video clip này tôi sẽ đề cập đến 4 cái loại filter chính. Đó là filter bảo vệ, filter UV, filter polarizer và filter ND. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Chiếc kính lọc và filter đầu tiên mà tôi muốn nói đó là cái filter bảo vệ, và chúng ta thấy có cái chữ protect ở đây. Và khi mà dùng chiếc filter bảo vệ thì chúng ta gắn vào trong cái đầu ống kính, và nhiệm vụ của nó là bảo vệ cái thấu kính trước của ống kính. Ở đây tôi nhắc lại là nó bảo vệ cái thấu kính trước của ống kính chứ không phải là bảo vệ cả ống kính. Bởi vì nếu như chúng ta để va đập rơi rớt thì ống kính nó vẫn hư, chứ nó không thể bảo vệ được toàn ống kính mà thôi. Như vậy thì khi nào chúng ta cần phải bảo vệ? Ở đây tôi nêu ra một vài trường hợp cụ thể mà chúng ta cần bảo vệ. Đó là trong những trường hợp mà đi ra ngoài biển, muối biển rất là nhiều. Những trường hợp chụp trong cát, bụi, những cái hạt bụi, hạt cát có thể văng vào phía trước của ống kính. Ở trong trường hợp chúng ta chụp và quay phim ở trong bếp chẳng hạn, thế thì hơi dầu, hơi mỡ có thể bay vào bám và rất là nhanh chóng. Và trong một trường hợp nữa, rất nhiều tay máy chụp đám cưới gặp phải, và tôi cũng gặp phải vài lần, đó là các em bé rất là vui vẻ và sờ ngay vào trong cái ống kính của chúng ta, gây ra vết tay, vết vân tay rất là khó chịu. Và đó chính là những cái ứng dụng mà chúng ta cần phải bảo vệ. Còn ngoài ra thì không nhất thiết phải dùng filter bảo vệ nếu như không thực sự cần thiết. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng mắt của chúng ta khi mà mang một cái kính trắng không có độ thì ít nhiều nó cũng làm giảm cái thị lực của chúng ta. Filter thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là chiếc UV filter. Và chúng ta cũng biết rằng UV đó là ultraviolet, là tia cực tím. Thế thì cái filter này có tác dụng như thế nào? Ở thời kỳ máy ảnh phim thì ở trong cái phim nó rất là nhạy cảm với tia cực tím, và những nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh khi mà chụp trong một số tình huống, cái nguyên cái khung hình có thể bị mờ đi, người ta gọi là haze, và mờ đi do cái tia cực tím nó tác động. Và như vậy thì trong cái bối cảnh mà rất là nhiều bạn sử dụng máy phim và đi chụp phong cảnh thì các bạn lưu ý có thể sử dụng cái filter UV có thể làm cho cái hình trong hơn. Tuy nhiên với máy ảnh số, sensor của máy ảnh số không nhạy cảm với tia UV, và như vậy sử dụng filter này không có tác dụng hữu ích đáng kể ngoài việc là chúng ta sử dụng nó như cái filter bảo vệ mà tôi nói ban đầu. Và filter thứ ba mà tôi muốn nói tới đó là filter polarizer. Và filter polarizer thì làm gì? Nó sẽ ngăn những cái tia phản xạ, và như vậy thì ở trong một vài bối cảnh nó sẽ giúp cho chúng ta chụp cảnh, chụp bầu trời nó sẽ trong hơn, có một cái độ sâu rất là khác lạ với một cái màu sắc mà không thể nào sử dụng Photoshop có thể đạt được. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta buộc phải dùng cái filter này nếu cần cái bối cảnh ánh sáng đó. Tiếp tục là nó sẽ, vì nó sẽ cắt cái tia phản xạ, cho nên khi chúng ta chụp xuyên qua mặt nước và xuyên qua kính thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ cái vật ở sau mà không bị bóng mờ của cái hiện tượng phản xạ của cái tấm kính hoặc là cái mặt nước. Và đây một lần nữa cũng là một cái ứng dụng mà không thể nào làm Photoshop được, chúng ta buộc phải có cái filter này. Và như vậy với những cái nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh thì filter polarizer là một filter đầu tay mà các bạn nên có. Tại sao gọi là cái circular? Đó là nó có một cái vòng xoay ở đây, và vòng xoay ở đây nó sẽ có một cái hiệu ứng là bằng không hoặc hiệu ứng tối đa tùy. Và vì vậy khi chúng ta lắp vào ống kính thì đôi khi chúng ta không cần hiệu ứng, hoặc chúng ta cần hiệu ứng ở mức độ tối đa là chúng ta có thể điều chỉnh được ngay ở trong cái filter này. Chắc hẳn các bạn đã từng thấy những cái hình chụp phong cảnh với thác nước như là dải lụa, với cái mặt sóng biển bồng bềnh rất là đẹp. Và điều này có thể có được với chiếc máy ảnh để tốc độ chụp, tốc độ màn chập rất là thấp. Làm sao để có thể hạ được tốc độ màn chập rất thấp trong bối cảnh ánh sáng chói lòa? Và đây chính là cứu cánh của chúng ta, đó là những cái filter ND, được gọi là filter neutral density. Nó giống như là cái kính mát. Khi mà chúng ta mang kính mát vào trong máy ảnh thì nó làm tối sẫm toàn phần, và nó giúp cho chúng ta có thể hạ được tốc độ xuống rất thấp, kể cả bầu trời đang rất là nắng, giúp cho những nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh có thể chụp
sợi mây đang bay, sợi thác, sợi nước rất là mềm mại trong thời gian có thể vài chục giây, thậm chí là nhiều phút. Và đây chính là một cái người bạn rất là hữu ích cho những nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh. Ngoài ra, trong những cái thước phim được quay bằng những cái đội ngũ chuyên nghiệp để đạt được cái tốc độ màn chập là 1/50 giây với 24 khung hình trong một giây ở trong những bối cảnh ánh sáng rất là sáng, thì họ cần những cái filter có thể cắt được 2, 4, 6 stop ánh sáng giúp cho chúng ta đạt được những hiệu ứng cinematic rất đẹp. Như vậy, trong chụp phong cảnh và trong quay phim thì ND filter là một cái công cụ rất là hữu dụng để hỗ trợ cho những tác vụ này. Một điều chúng ta cần lưu ý khi mua filter đó là filter phải đúng kích thước để có thể gắn vào đầu ống kính. Ví dụ như chúng ta thấy cái đầu ống kính này là phi 55 và như vậy thì cần một cái filter đúng kích thước là phi 55 thì mới lắp được vào đầu ống kính. Tuy nhiên thì có một cái giải pháp giúp cho chúng ta có thể mua một cái filter mà gắn được vào nhiều ống kính, đó là chúng ta mua một cái filter lớn hơn, ví dụ như là kích thước 82mm và dùng những cái ngàm chuyển, những cái step ring để có thể chuyển từ 82 xuống 55 hoặc là xuống 62 trong trường hợp mà cái filter mắc quá và chúng ta dùng một filter thôi nhưng mà có thể được sử dụng cho một hệ thống ống kính của chúng ta. Ngoài ra thì trong những trường hợp những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp phong cảnh thì chúng ta cũng có thể thấy là họ sẽ sử dụng những chiếc holder, đó là những chiếc giá để có thể đỡ được những cái tấm filter rất là lớn dùng cho mọi ống kính. Nhưng mà điều quan trọng hơn tại sao họ lại dùng holder, đó là họ sử dụng những cái filter gọi là grad ND, gọi là graduated ND, có nghĩa là nó chỉ làm tối sẫm bán phần. Trong rất nhiều trường hợp ta cần làm tối sẫm bầu trời nhưng mà phần mặt đất thì không cần thiết, và sử dụng cái filter grad ND đó có thể làm tối phần trên, phần dưới một cách rất là linh động dựa trên nhu cầu của từng nhiếp ảnh gia. Và như các bạn thấy đấy, ống kính như con mắt của chúng ta, những con mắt, những ống kính thật là tuyệt vời. Tại sao chúng ta lại phải mang kính? Trong những trường hợp chúng ta đi ngoài đường cần phải bảo vệ bụi, trong những trường hợp sử dụng kính thuốc như là kính cận và kính viễn, trong những trường hợp cần phải giảm nắng như là sử dụng kính râm, kính mát. Và đó chính là cái nội dung mà chúng ta cần phải mua những cái filter, những cái kính lọc. Và như vậy thì tùy vào nhu cầu cụ thể của mỗi người, vào cái ứng dụng cụ thể mà chúng ta hãy sắm cho mình những chiếc filter, những bộ filter hợp lý. Chúc các bạn có những hình ảnh đẹp, trong sáng và có những hiệu ứng đặc biệt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.